Đây là bờ sông Pisua đã được gọi là xây dựng và cải tạo thành kiểu bờ sông rất là đẹp. Đấy, này mình có thể ra đây ngồi chơi, chạy bộ, đi xe đạp, ăn kem. Trời hôm nay nhiều mây cực, không nhiều mây lắm nhưng mà trời rất là đẹp.